Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh ông Tinh Trần Vlog nha. Thì lời nói đầu tiên, ông Tinh Trần Vlog này xin chúc tất cả các bạn và chú anh chị lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và tràn đầy hạnh phúc nhé. Thì lời nói đầu tiên thì mình chúc tất cả anh chị em cuối tuần là vui vẻ nè và lúc nào cũng luôn đem lại sự may mắn nha cả nhà. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một chén nước chấm đúng là thằng thánh luôn. Đó là một chén nước chấm chấm bún đậu mắm tôm nha cả nhà. Thì cái chén nước chấm này á, mình muốn chấm cái gì cũng được ha cả nhà, nhưng mà đặc biệt nhất là chấm bún đậu mắm tôm rất là ngon ha cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái dĩa của mình, thấy cái khay của mình không? Nó nhìn rất là bắt mắt, rất là đẹp cả nhà, quá xá và xá ngon luôn ha cả nhà. Thì xin mời cả nhà cùng vào bếp để chia sẻ nước chấm của mình ha cả nhà. Xin mời. Wow, quá là thơm luôn, nhìn nó sạch cả sạch cả sạch. Cái chén nước chấm này rất là ngon luôn cả nhà ơi. Thì mong chị em á xem video mình cứ làm theo chắc chắn thành công cả nhà. Rồi vào đây xin mời cả nhà cùng đón theo dõi mình nhé, và cái cách làm của mình rất là đơn giản luôn cả nhà ha. Cả nhà xin mời. Và đây cả nhà ơi, những nguyên liệu và gia vị đã được trưng bày tại ở trên bàn đây cả nhà. Nó gồm có nè tỏi băm nè, sả băm nè, ớt băm nè. Nó thì anh chị em nào muốn ăn nhiều thì bỏ nhiều ha cả nhà. Đó, tiếp theo nữa là một chai mắm tôm. Đó. Và tiếp theo thì đường thì nguyên liệu và gia vị thì mình có cho tới là 3 muỗng đường ha cả nhà. Và một trái chanh. Thì theo mình ăn chua ngọt nha. Tiếp nữa là mà 2 muỗng rượu ha cả nhà. Đó. Thì mình sẽ bước đầu tiên thì mình cho nửa chai mắm tôm vào cả nhà. Thì tùy theo cả nhà thôi, ăn ít ăn nhiều mình bỏ ha cả nhà. Và tiếp theo nữa mình đổ nước chanh vào. Ôi, cái gì mà lợn cận trong đó vậy? Đó là hạt chanh nè, nó dục nó ra bên. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cho rượu vào cả nhà. Đó, 2 muỗng rượu cũng được hết cả nhà. Cái tiếp cho đường, 3 muỗng đường. Thì đường thì tùy theo anh chị em nào muốn ăn chua ăn ngọt cũng được hết cả nhà. Thì theo mà anh em mình bỏ nha, thì mình sẽ chia sẻ công thức này cho anh chị em mình biết thôi nha. Rồi tiếp theo nữa mình lấy cái muỗng á, mình khuấy, mình quậy, quậy nhẹ nhẹ thôi nha cả nhà, quậy mạnh quá bể cái tô ha cả nhà. Cho nó hòa cái ba vị vào, cho nó tan ra ha cả nhà. Nó bắt đầu cảm giác là có bốc mùi ha cả nhà. Nó bốc mùi thơm ha cả nhà, thơm mà hơi thấm ha cả nhà. Nó đều ha cả nhà. Lúc bây giờ thì nó đã sôi bọt lên cả nhà, thấy không? Đó, chúng ta cứ quấy, tiếp tục quấy cả nhà. Đó, bắt đầu nó hơi sệt, nó hơi kẹo kẹo cả nhà, các nhà thấy không? Đó, quậy nhẹ nhẹ thôi cả nhà, quậy mạnh quá nó bể cái tô là ngồi luôn á, toan luôn ha cả nhà. Đó, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cho sả nhuyễn vào. Đó, chúng ta ăn nhiều rồi bỏ nhiều, chúng ta ít thì ít và ớt luôn. Đó. Rồi tiếp theo nữa chúng ta cho tỏi nha cả nhà. Tiếp tục quậy nữa cả nhà. Nó quậy cho nó hòa quyện vào nguyên liệu qua gia vị, nó thấm vào cái đó thì chắc chắn một chén nước chấm rất ngon, rất là thành công để chấm mắm tôm nè, nó chấm tàu hũ nè, chấm thịt nè, thịt luộc cả nhà. Cái này là chấm thịt luộc là hết bài luôn á, với lại cà pháo nữa là thôi khỏi nói luôn cả nhà. Nó thì cái cách này rất là đơn giản luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm chia sẻ các bạn của chú anh chị cách làm cái chén chấm mắm nêm mắm tôm, nó để chấm mà bún đậu mắm tôm thôi cả nhà. Thì cái món này, thì cách làm nước chấm này tại nhà rất là dễ luôn, không có cầu kỳ không cả nhà. Thì anh chị em nào muốn làm giống như mình thì cứ xem video mình thật kỹ, chắc chắn thành công luôn. Nó bắt đầu mình chế ra, trời ơi nó thơm nực cái nhà luôn, nó thơm banh cái nhà luôn cả nhà ơi. Đó cả nhà ơi, ngày hôm nay thì mình chia sẻ nước chấm mắm tôm để chấm bún đậu mắm tôm nè, chấm tất cả nguyên liệu qua gia vị nè, nó ngon lắm cả nhà ơi. Thì cái món này á, thì chấm với cái nước này là hết bài cả nhà. Thì ngày hôm nay thì mình có chia sẻ cái món ăn đó là bún đậu mắm tôm, và kèm theo nữa là mình làm cái cách pha chế để mà nước chấm á, để mình chấm mắm tôm cả nhà. Đó. Và video của mình đã đến đây là kết thúc cả nhà ơi. Xin chúc cả nhà ăn ngon miệng, và cách làm nước chấm mình á, cả nhà cứ làm theo đi, chắc chắn 100% cả nhà sẽ thành công cả nhà.
Rồi, xin chào cả nhà và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.